Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn xác minh danh tính từ dự án IRSA Độc Nhất Long nha bạn. Thì tất cả những bạn nào chưa có biết về dự án IRSA Độc Nhất Long này thì vào kênh của mình xem ba cái video nha bạn. Thì mình có một cái video là giới thiệu về IRSA Độc Nhất Long và hướng dẫn đăng ký tài khoản IRSA Độc Nhất Long và hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt gói đầu tư này các bạn. Thì chỉ dưới có 20 đô thì các bạn có thể tạo thu nhập cho tất cả các bạn và anh chị ra từ ít rất là nhiều tài khoản, từ kiếm có thể là từ 50 đến cả 100 đô hàng tháng nha các anh chị và các bạn. Thì để xác minh danh tính được thì các bạn cần phải đăng nhập vào IRSA Độc Nhất Long. Cái này có tự tựa như các bạn Instagram, nó là Instagram đó. Rồi tất cả anh chị bấm vào một ảnh avatar của mình các bạn và anh chị. Rồi các bạn và các anh chị bấm vào một mi xanh hình ảnh avatar của mình rồi tiếp tục tất cả các anh chị đăng up cảnh avatar của mình vào đây nha các anh chị. Rồi để mình up sau. Sau khi tất cả các bạn và các anh chị đăng up cảnh mình lên thì tất cả anh chị nào muốn áp cái địa chỉ USDT TLC20 của mình thì áp vào, còn không áp thì tất cả anh chị cũng để sau cũng được nha các anh chị. Giờ tất cả anh chị verify nè, bấm dòng verify nè. Thì dòng IDNO card này thì tất cả anh chị cần phải điền vào cái số chứng minh nhân dân của mình nha các anh chị. Để mình điền cái số giấy chứng minh nhân dân là có 9 số ở trên mặt trước của giấy anh chứng minh nhân dân nha ta. Rồi tiếp tục anh chị các bạn update lên một cái chứng minh nhân dân trước chỗ này nha, rồi bấm submit nha các bạn anh chị. Sau khi tất cả các bạn và các anh chị bấm vào nút submit xong thì nó ra một gì là thành công nha các anh chị và các bạn. Bấm ok. Rồi như vậy là xong nha tất cả các bạn và các anh chị. Thì hiện tại mình đã mỗi ngày nó sẽ về cho mình 5 hoặc 7 nhiệm vụ để cho tất cả các bạn và anh chị kiếm tiền hàng ngày nha các anh chị. Thì số tiền nó sẽ cộng vào 24 giờ. Ok, vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn và anh chị xác minh danh tính từ dự án IRSA đến đây mới thúc nha bạn. Thì mọi thông tin gì không hiểu hoặc có gì không hiểu thì cứ liên hệ số Zalo dưới phần link mô tả dưới video, em sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị những gì em đã biết. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Vậy em chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo thưa mình nhé.